đây Việt Nam xin chào nha. Hôm nay mình tới tổng và ở trong cái shop Flory. Thì cơ là bạn cho biết là đại sứ Hoa Kỳ đang làm việc ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi gặp nhân vật của chương trình, đó là bạn Hoàng Đức nha, đại sứ Hoa Việt năm 2018. Một người còn quá trẻ đây. Bữa nay bạn Hoàng Đức sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cắm một cái bình hoa thông dụng ở gia đình sao cho nó tươi lâu, đúng không? Nhìn bắt mắt, tinh tế. Đại sứ Hoa Việt thì thường cắm những cái bình hoa cao cấp hoặc là những cái sản phẩm mà tự mình nghĩ ra chưa có trước đó, nhưng mà hôm nay là nói cho mọi người cũng có thể làm được, cho nên là anh chuẩn bị một cái bình giản dị thôi, đó là bình thủy tinh, còn chứa nước, rồi cắm hoa gì nhỉ? Hoa hồng hả? Cắm hoa hồng rồi. Bó hoa mua ở ngoài chợ thì hay là trong công ty khi đem về thì nó sẽ là một bó hồng, người ta sẽ cái này nó là hoa hồng nguyên liệu, khi mà mình về mình sẽ phải xử lý đúng cách thì nó mới không bị dập. Chứ không phải là cứ mua sao cắm vậy ha. Dạ. Mình sẽ phải xử lý đúng cách thì về hoa. Nhưng mà cái một bông hồng này thì nó sẽ còn nguyên vẹn như vậy, nó còn nguyên như là nó phát ra trên vườn Đà Lạt, nó chuyển về trên vườn nhá. Mình sẽ sử dụng cái đồ kèo gai. Cái này là chuyên dụng trong ngành hoa. Để mình tốt những cái phần lá và phần gai đi. Nếu không có đồ này thì mình làm thủ công cũng được chứ hả? Mình có thể sử dụng keo, miễn sao nó lủi lủi là được. Dạ đúng rồi, sử dụng tay mình đánh cái cánh hoa nắp ra. Thì thường những bông hồng khi mà mới về thì thích cái độ uống nước của nó chưa có được nhiều á, thì nó sẽ cánh và sẽ rất là mềm. Thì có thông thường á, thì nếu như mà mình không biết cách sử dụng thì mình lại không biết, thì là mình lại cứ nghĩ bông này là sẽ là bông héo, nhưng mà thực tế nó là không phải là héo mà nó là thiếu nước thôi. Mình sẽ xử lý cái phần lá này đi rồi mình cắt gốc. Mình bóc ra một hai lớp áo cánh ngoài á. Cái lớp áo cánh ngoài bao giờ nó cũng sẽ có bị tác động từ bên ngoài vô thì nó sẽ bị dập. Mình sẽ loại bỏ đi một hai lớp áo cánh ở bên ngoài đi. Mình lưu ý là khi mà mình để xuống bông xuống tiếp xúc với cái vật gì ở dưới bàn hay là chỗ nào thì mình để nhẹ nhàng một xíu thì nó sẽ không bị dập cánh bên ngoài. Cái thứ hai là mình sẽ sử dụng kéo để mình cắt gốc của bông hồng. Thì lưu ý ở đây mình sẽ cắt xéo gốc, càng xéo thì cái độ hút nước của nó càng cao, càng nhanh, bông hồng càng cứng cáp càng đẹp hơn. Đó, sau đó mình sẽ cắm vô cái bình chứa nước này. Còn tầm 15 phút sau là bông hồng sẽ cứng cáp hơn và sẽ bắt đầu sẽ bung, sẽ nở đấy. Như nguyên liệu của cái bình này là hồng, mà trên thế giới thì có rất nhiều loại hoa, thì có cái nguyên lý nào chung để mà tạo ra được bình hoa đẹp không? Thì về nguyên lý á, thì nếu như mà cắm một cái bình hoa này á, thì mình sẽ sử dụng những cái phụ thuộc tùy vô cái loại bình mà mình sử dụng. Đó, có những cái cây hoa hồng rất là keo như vậy thì mình sẽ sử dụng, mình cắt phần mở, mình cắt sao để cho nó phù hợp. Ví dụ như cái phần này sẽ là 20. Cái chiều cao của cái độ bình này 20 cm, thì mình sẽ sử dụng những cái cành hoa hồng từ cái phần gốc cho lên tới cái phần đầu bông á, thì khoảng từ 40 cho tới từ 45 cho tới độ lại 45 là phần gọi là cao nhất của chỉ hoa. Cao khoảng gấp đôi cái bình thôi, cái bình thì nó sẽ tạo được độ cân xứng. Như nãy bạn nói về miết màu á, tức là nguyên liệu chính là em hạt hồng. Thì ví dụ như màu đỏ tươi này thì mix cái màu gì?
nhưng mà mình đi nó có nhiều trong cái bảng màu ấy, thì nó có nhiều cái màu để mình khoai đấy, nhưng mà mình đi những cái dạng mà tông màu đối lập nhau á. À đối lập. Mình đi nếu mà muốn một bình hoa nó màu nổi trội giữa một cách của mình thì đi màu đỏ với màu trắng, màu xanh. À, nó sẽ tôn được cái hồng đỏ lên, nên nó sẽ bắt cái hồng đỏ lên. Còn như hồng này, hôm nay nếu như nhạc. mình mới theo cái dạng màu nhẹ nhàng á, thì mình đi thêm một chút như kiểu là màu trắng hoặc là màu hồng nhẹ nhàng hơn, màu hồng này đấy là cầm chứa hoặc là chút xíu hoặc hồng sọ thì nó sẽ tạo ra một cái nhẹ nhàng hơn, và như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái độ nổi bật. Như cái bảng mix màu đó mình có thể tham khảo ở đâu được? Mình có thể cái này thì rất là đơn giản, trong ngành may mặc mình có thể mua ở các nhà sách này đó, cái bảng màu. À. Sẽ gồm 12 bánh xe màu đó. À, bánh xe. Dạ, bánh xe màu là cái bánh xe màu. Thì tất cả những đó là mình có thể thương thay. Vậy chắc mình lên mạng mình gõ là bánh xe màu là bánh chắc xe màu cũng là được. Dạ. À. Vậy là quý vị muốn cắm hoa đẹp thì nên gõ bánh xe màu trên Google thì để mà tham khảo. Dạ. Thì bây giờ mà em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để tạo một cái bình hoa tự nhiên này sẽ à. Gồm có hoa hồng. À, hoa hồng. Hoa hồng, hoa cà rốt. Hoa cà rốt. Dạ. À. Thì ngoài những cái nguyên liệu chính sẽ chính là những bông hoa hồng thì mình sẽ đi thêm phụ những cái bông hoa nhỏ, nó có những cái mix màu nó tách biệt cái bông hoa hồng ra để sẽ nó tạo ra cái bình hoa, nó sẽ tạo ra được cái điểm nhấn của cái bình hoa hơn. Thì nếu như một mình hoa nó quá nhiều những cái bông lớn như vậy thì nó sẽ không có tạo ra được độ mềm của bình hoa. Và có sự mềm mại. Và có sự mềm mại được kết hợp từ các nhiều các loại lá hay là hoa, nhưng mà nó ở đủ nhất định. Chứ còn nếu mà mình đi nhiều quá thì sẽ tạo được mình không có rối. À. Dương sĩ. Dương sĩ. Như vậy là Dương sĩ Pháp. Dương sĩ Pháp. Như vậy là để cắm bình hoa hồng có thêm là hoa cà rốt, có đồng tiền, dương sĩ Pháp, lá chanh. Thì ở đây là em có một cái bình thủy tinh, nó cao chiều cao của nó sẽ là 20 20 cm. Về cái đường kính nó sẽ là 10. À. Thì để cố định được cái bình hoa này đầu tiên á, mình sẽ đổ nước nó đầy gần vào cái lực mình gần bằng lực. Và sau đó mình sẽ sử dụng cái cuộn băng keo thông thường gia đình mình không có này. Mình sẽ dẹp để làm gì nhỉ? Là mình tí nữa mình sẽ thả hoa vô thì nó sẽ cố định. À, thay vì mình cắm mút thì mình sẽ sử dụng cái băng keo này, nó sẽ cố định cái cục bông này. Bóp nhỏ nó một chút xíu thì nó sẽ có nhiều cái chỗ để thả hoa nhiều hơn. Sau đó mình sẽ sử dụng cái sợi dây đu băng vải á để mình che cái phần con treo đi. Cho nó có độ tinh tế. Mình sẽ sử dụng cái miếng keo để mình chích vào để cho nó dính dính lại. Nói chung là làm cách nào cũng được, miễn là cố định được cái ruy băng này cho nó tinh tế, còn để băng keo thì nhìn không bắt mắt.
cái nguyên liệu này nè, nếu không có thì mình có thay thế được không? Dạ, thay thế được thì mình có thể làm như dương vị xịt hóa mà không có. Mình có thể sử dụng những cái lá xung quanh nhà mình á, có độ cái màu đậm chút xíu thì khi mà mình hoa nó đỏ bền 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 hai ngày chút xíu thì đi có hoa thì cái này thì nhà mình hay cũng hay có đó. Cái dương xịt của Việt Nam thì mình thì nó hay trồng ở hai bọc các cái vườn á, có thể sử dụng cái đó, độ bền của nó là cái mang á. Cái này thì độ bền cao hơn, thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái lá đầu tiên, cái bông hoa cho vào cái những cái thao tác đầu tiên để tạo một bình hoa để bông hoa. Thì chú ý nếu như mà mình sử dụng những cái cành lá như vậy thì mình sẽ loại bỏ đi những cái phần lá nó bị dư ở phần gốc để tránh cái tình trạng lá nó sẽ bị úp ở dưới phần gốc, sẽ bị úp vào gốc. Nguyên tắc cắt là cắt xéo, mình sẽ phải cắt xéo, tất cả mình sẽ đều phải cắt để cho cây có độ. Và khi mình cắm như vậy mình sẽ để xéo hai gốc bông lên, mình sẽ để xéo như vậy. Mình sẽ đi từ ngoài miệng mình vô trong, vô tới trong bên trong, không bao giờ mình đi chính giữa vào đây. Như vậy là cái độ khó của mình sẽ càng ngày càng tăng hơn rất là nhiều. Có nguyên tắc đối xứng gì ngang công đoạn này không? Cái này thì mình sẽ đi xéo gốc, tất cả đều mình đi xéo từ chữ X để đi xéo lại với nhau. Còn khi nếu như mà mình đi xéo như vậy á thì nó sẽ tạo ra được độ liên kết với nhau, khi mà mình đi hoa vào nó sẽ những cái phần xéo này nó sẽ có độ quá gốc với nhau thì nó sẽ không có bị lật ra ngoài khi mình đi di chuyển. Sau đó mình sẽ sử dụng những cái bông hồng đầu tiên để mình định hình cái bình của mình. Lưu ý là các bạn sẽ đều tất cả cây đều cắt xéo gốc. Đây là cũng cắm xéo những cái ô bên ngoài trước. Dạ vâng, mình tất cả mình đi từ cái ô bên ngoài trước. Mình sẽ tận dụng được cái độ cong của những cái bông hồng như vậy, mình sẽ cắm để hướng cái mặt bông đi ra ngoài. Hướng mặt bông ra ngoài. Cái phần này sẽ là phần mặt bông. Phần này sẽ là cái phần đằng sau của cái bông. Khi mình cầm cứ ra như vậy thì mình sẽ nhìn được hết trọn vẹn cái bông hồng. Ngoài những cái bông hoa bự ra thì mình sẽ sử dụng thêm những bông hoa nhỏ hơn để cho nó tạo ra độ mềm của cái bình hoa, tránh cái tình trạng khi mình sử dụng hoa lớn quá nhiều nó sẽ bị cứng, tạo ra độ cứng của bình. Dùng những bông hoa nhỏ khác loại tạo ra độ mềm uyển chuyển đó, tinh tế đó. Mình sẽ sử dụng những cái lá di chuyển để mình chèm vô phần chính của cái lá để tạo ra được cái độ tự cho những cái bông hoa, khi mà mình cắm vô thì nó sẽ không thể di chuyển. Như vậy là những thứ này có hai chức năng. Dạ. Một là tô điểm, hai là làm điểm tựa. Sẽ tạo ra điểm tựa cho bông hoa khi cắm vô cái bình tự nhiên này, mình sẽ không sử dụng cái dạng của những form á. Nó sẽ có tác động, sẽ giữ lại cho bông hoa nó cố định. Như vậy nếu có cái mút á thì việc cắm hoa sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Thì
khi ngắm hoa thì mình chú ý là mình sẽ tạo ra được cái khoảng cách giữa các bông, thì nó sẽ tạo ra được cái độ thoải mái và độ thoáng cho cái viền hoa của mình. Chú ý mình đều có, mình có làm đặc quá, làm đặc quá thì nó sẽ tạo ra cái độ ngộp viền hoa. Khi ngộp hoa nó nở ra thì nó sẽ không có được thoải mái và tự nhiên. Nó có cái nguyên tắc nào giữa cái thành phần chính với lại phụ không? Ví dụ như là hoa hồng phải nhiều hơn những thứ khác. Dạ, không. Thì nó sẽ xem vô cái những cái nếu như mà mình cộng lại tại gia của mình á thì nó sẽ phụ thuộc vô nếu như có những cái loại bông bông lớn á như vậy, màu hồng như vậy này. Một cắm vô một cái bình như vậy thì mình sẽ sử dụng khoảng tầm từ 10 bông hồng đổ lại thôi. Thì nó khi nó nở ra thì sẽ nó vừa đúng cái bình. Còn nếu như mà mình cắm nhiều quá thì cái bình của nó sẽ tạo ra cái cảm giác nó nặng nề. Và khi nó nở ra thì sẽ nó sẽ bị chặt cái bình. Thì bên cạnh đó mình sẽ sử dụng thêm những bông nhỏ để tạo ra cái độ mềm mại của bình. Mình sẽ đi cao hai bên và cái phần thấp mình, phần chính giữa mình có thể đi thấp một chút xíu để nó tạo ra được độ biến chuyển. Vậy nào giờ tôi cứ tưởng là ở giữa là phải cao chứ. Mình chú ý khoảng cách giữa các bông nó sẽ xem nhau một chút thì nó sẽ tạo ra được độ thoáng của mình. Và mình sẽ tính đoạn khi bông cắm vô nó sẽ nở ra nữa thì nó sẽ không có cái cạnh, các cái cạnh sẽ không bị có bị va chạm với nhau. Như cái bình này cắm xong thì để được bao nhiêu ngày? Thì như cái bình này thì khi mà mình cắm xong, nếu mà cắm vào nước trực tiếp như vậy thì mình sẽ để khoảng tầm được 3 ngày trong cái điều kiện thời tiết khoảng tầm từ 26 đến 27. Còn nếu như mà trong cái thời tiết nhiệt độ khoảng 8 đến 22 độ thì mình sẽ để được khoảng 1 tuần này. Tại vì hoa rất là ưa lạnh nên là nếu mình để thời tiết tốt cho hoa thì hoa sẽ bền hơn. Và mình sẽ phải thay nước thường xuyên. Thay nước bằng cách nào ạ? Đổ nước cũ ra. Mình có thể mình sẽ giữ cố định hoa. Mình sẽ giữ cái này mình cố định hoa và mình hơi nghiêng cái bình một chút xíu thôi. Thì sau đó mình sẽ đổ nước lại thì nó sẽ hoa sẽ này thì đó. Vậy là xong ha. Như một cái bình hoa đẹp là nhìn góc độ nào cũng phải đẹp ha. Cái này thì em mới chỉ có tập trung về cái mặt đằng trước thôi. Trung mặt trước. Cái này thì em cắm nó một mặt. Về đằng sau thì mình chỉ có điểm thêm một chút xíu đây. Như nãy giờ tôi nghe bạn nói á, vậy là tôi về tôi cắm đẹp rồi có thể mở được shop hoa chưa? Cái nguyên nãy nói những nguyên tắc gì mà trí nhớ chập chen quên mất rồi. Thì mình sẽ sử dụng những cái phần lá đầu tiên để mình cố định cho nó xéo một chút xíu. Cố định rồi, xéo từ ngoài vào trong. Từ ngoài vào trong. Rồi là khoảng cách của các cái hoa chính là khá đều nhau đúng không? Dạ vâng, không cần chính xác nhưng mà nó có độ thoáng. Để cho còn có giãn cách để khi mà hoa nở bung xòe thì không bị chật chội đúng không? Rồi có sự miết màu. Mà nếu người nào không có rành về miết màu thì ta gõ trên Google là bánh xe màu, là để phối màu theo bánh xe đó đúng không, đối lập rồi là tương đồng rồi gì đó đúng không. Nhìn vô cái bông hoa, cái bình này thấy nhẹ nhàng quá ha. Sau khi mà chiêm ngưỡng cái bình hoa đơn giản do đại sứ hoa Việt 2018 cắm thì tôi nhận ra rằng là anh cắm đẹp hơn tôi quá nhiều.
Xin chào quý vị, nãy giờ nói nhiều mà quên giới thiệu, đây là anh Trần Tiêu, chủ shop hoa Florid. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn anh Tiêu với lại Hoàng Đức nha, nhiều nha. Xin cảm ơn và rất là mong mọi người cùng thưởng thức những cái tác phẩm hoa đẹp, ngon và có dịp thì cùng nói chuyện.